Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Smart Care và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con máy làm kem Bingsu này nha. Thì đầu tiên trước khi sử dụng mình sẽ để con máy này yên tĩnh một chỗ tầm 30 phút cho nó ổn định khí ga thì mình mới ghim điện sử dụng. Rồi sau khi mình đã ổn định con máy này trong vòng 30 phút thì mình ghim điện. Đầu tiên muốn sử dụng thì nhấn vào nút nguồn này. Rồi, sau khi nhấn nguồn thì ở dưới đây sẽ là cái mức độ làm lạnh của nó, thì nó sẽ từ là mức 1 tới mức 9. Đây mình sẽ giảm. Thì cái này nó sẽ lạnh và nó xay luôn nè. Sau khi nhấn nguồn thử động xong á thì mình sẽ đổ nước ngọt hoặc là những cái mà bạn muốn làm kem á thì đổ vô cái bình này. Và hôm nay mình sẽ làm bằng cái lon Coca này. Bật lên. Đổ vào. Rồi sau khi đổ hết vào lon nước ngọt này á thì mình lấy cái nắp này mình đậy vào. Và cái này mình lưu ý giúp mình nha, đậy thật kỹ vào thì trong cái máy á, nó sẽ tặng kèm theo cái này cho mình siết chặt cái nắp. Siết vào. Nhớ với mình nha, là siết thật chặt nha. Sau khi mình đổ nước xong và dặn đậy nắp này xong á thì mình cứ dốc ngược xuống trong thông qua cái lỗ này, dốc cái nước này nè, ngược xuống trong đây thì nó sẽ chảy nước xuống và nó sẽ bóp thấm lên cái miếng này nè, rồi sẽ vào cái đáy Bingsu xuống. Còn các bạn cứ dốc ngược bình thường đi, tại vì nó sẽ không có trào, trong đây nó có cái bi nóc này nè, nó sẽ chặn cái nước lại. Đây mình cứ dốc xuống. Rồi mình sẽ lấy cái này đựng lại nè. Đó. Đây, nếu mà các bạn cảm thấy nó hoàn thành xong rồi đó thì mình nhấn nút này cho nó tắt. Đó, thì cái này chế độ xoay nè, mình cứ dặn lại bình số 0. Và đây là thành quả nè, đó, cứ là mình luôn. Mình sẽ hướng những các bạn trình tự tắt của nó nha. Thì đầu tiên á, khi mà tắt đúng không, những cái này tắt trước. Sau khi tắt xong mình sẽ dặn cái này về con số 0. Và nếu mà các bạn đã tắt rồi đó thì mình phải đợi tầm 20 giây nữa thì mình có thể bật lại nha. Và các bạn lưu ý giúp mình nha, khi mà mình đã tắt rồi đó mình sẽ chờ thêm 20 giây nữa thì mình mới có bật lại được của con máy này, mình mới sử dụng lại được. Không thì cái phần ga hay là phần máy bên trong nó rất là dễ bị hư hỏng. Và mình hướng dẫn các bạn sử dụng con máy làm kem Bingsu này, các bạn thấy sao? Hãy để lại comment phía bên dưới và subscribe cho Smart Care để mình có thể hướng dẫn các bạn sử dụng thêm nhiều món khác nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.